Xưa nay, những chuyện ái tình nam nữ luôn là thứ khiến lòng người khuấy động. Nắm rõ điều đó, nhiều tác giả đã sáng tạo ra đủ loại văn chương. Ngày nay, có kịch bản phim ảnh chứa đầy dâm sắc, quả thực là gây hại cho người ta hơn cả. Trong vạn điều ác, dâm loạn đứng đầu, và cũng là việc ác phải chịu quả báo nặng nề nhất. Do đó mà số phận của những nhà văn chấp bút viết nên những chuyện ấy cũng không mấy tốt đẹp. Lời cảnh tỉnh của thiền sư: viết sách ái tình gợi lòng dâm, tác giả bị báo ứng. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Hoàng Sơn Cốc là một thi nhân triều Tống, rất giỏi sáng tác văn thơ sắc tình dâm loạn. Một lần, nhân lúc nhàn rỗi, ông đến bái kiến thiền sư Viên Thông Tú. Vừa gặp mặt, thiền sư Thông Tú liền nghiêm giọng trách mắng: đại trưởng phu tài năng phong phú, sao lại can tâm dùng vào việc sáng tác những thứ dâm loạn hạ đẳng như vậy? Trước đó, thiền sư Thông Tú từng khuyên rằng đại họa sĩ Lý Bá: đừng say mê vẽ ngựa nữa. Và đã thành công. Câu chuyện này mau chóng truyền rộng, trở thành giai thoại mà mọi người đều biết. Lời cảnh tỉnh. Bây giờ Hoàng Sơn Cốc sau khi nghe thiền sư Thông Tú phê bình thì tỏ vẻ không thoải mái. Ông nói: bổn nhân viết văn làm thơ, chiếu theo quy luật nhân quả thì đời sau sẽ không được đầu thai làm người, mà phải đọa vào trong bụng ngựa hay sao? Thiền sư tiếp lời: Lý Bá khi đó một lòng một dạ mà nghĩ tưởng đến ngựa, nghiêng ngẫm ngựa, khổ sở vì ngựa, toàn bộ tinh khí thần của ông ta đều hóa thành ngựa cả. Vậy nên phải đọa lạc thì chẳng qua cũng chỉ là chuyện của cá nhân ông ấy mà thôi. Còn ông dùng những lời dâm tà, ước ác, hoa mỹ, khuấy động lòng dâm dục của độc giả trong thiên hạ, dẫn dụ người đời nghĩ tưởng vẩn vơ, khiến cho rất nhiều người ý chí yếu nhược làm ra những chuyện phi lễ, tà dâm trái với luân thường đạo lý. Làm ác chịu quả báo vốn là quy luật đất trời từ xưa đến nay. Báo ứng của ông há chỉ dừng lại ở việc bị đọa vào bụng ngựa thôi sao? E rằng sẽ phải bị đọa vào địa ngục, lưỡi cày vĩnh viễn, không được siêu thoát. Hoàng Sơn Cốc đến đó thì rợn tóc gáy, vô cùng hổ thẹn, ngại ngùng cáo biệt. Từ đó về sau, không bao giờ sáng tác thơ văn liên quan đến sắc tình nữa. Ngoài ra, ông cũng bắt đầu tu thân dưỡng tính, sám hối hành thiện. Thế nhưng, nghiệp tội của ông dù gì cũng đã gieo nên hậu quả nhất định. Do đó nửa đời sau của ông, cuộc sống gia đình gập ghềnh nhiều khổ nạn. Hai người vợ yêu lần lượt qua đời, con đường công danh thì lên xuống mấy hồi. Lúc về già, bệnh tật khắp thân, thống khổ vô cùng. Quả báo viết dâm thư hại người. Lời cảnh tỉnh của thiền sư Thông Tú không phải là vô căn cứ. Xưa nay trong lịch sử, những nhà văn chấp bút viết dâm thư đều có số phận không mấy tốt đẹp. Thi Nại Am viết Thủy Hử Truyện trong tác phẩm đã dùng không ít bút mực miêu tả quá trình gian dâm, trộm cướp, giết người rất tường tận cụ thể, chẳng khác gì hối thúc người ta trộm cướp tà dâm. Kết quả là con trai, cháu trai, chắc trai của Thi Nại Am sinh ra tất cả đều bị câm. Mẫu Đơn Đình do nhà soạn kịch nổi tiếng thời nhà Minh là Thang Hiển Tổ viết năm 1598, kể chuyện một đôi trai gái yêu nhau bỏ trốn. Hơn nữa văn chương dùng từ ngữ hoa lệ, ai ai cũng thích đọc. Cũng vì thế mà chịu nhận ảnh hưởng, từ đó phản đối lễ giáo, truy cầu tình ái. Điều đó khiến nhiều người ngộ nhận việc dâm dật thành hành vi phong nhã. Sau khi Thang Hiển Tổ qua đời, có người từng chết đi sống lại kể rằng đã chứng kiến cảnh ông ấy bị giam tại phòng tối nơi âm phủ, chịu cảnh thiêu đốt, nóng đến mức không chịu nổi, da bị nứt đến mức lòi cả thịt, vô cùng thống khổ. Tác giả Tây Xuân Ký là Vương Thực Phủ, có sở trường miêu tả chuyện nam nữ tư tình vụng trộm,
khiến rất nhiều người sau khi xem xong truyện này liền khởi dâm tâm tà niệm. Người ta lưu truyền rằng tác giả chỉ vì soạn cuốn sách này mà bị dưới âm khiển trách, chưa viết xong đã vô cớ ngã vật ra, tự mình cắn lưỡi mà chết. Kim Thánh Thán sống vào cuối triều Minh, đầu triều Thanh, từng bình giải ca ngợi Thủy Hữu Truyền, Tây Sương Ký, Kim Bình Mai, vốn là những cuốn sách khởi xướng dâm loạn. Vốn dĩ ông là người tài trí nhanh nhạy, nhưng thay vì viết bài ca ngợi đạo đức, lại chuyên viết bình giải dâm thư ước ác. Sau này ông bị giam vào ngục, khi chết chịu cực hình tra tấn khủng khiếp. Người thân và họ hàng của ông cũng vì thế mà bị họa tru di. Cổ nhân có câu vạn ác dâm vi thủ, trong vạn điều ác thì tà dâm đứng đầu. Con người ta chỉ vì một niệm dâm dục sẽ dẫn khởi nhiều ác niệm, làm ra những chuyện không còn liêm sĩ, đi ngược với luân lý. Các loại ác nghiệp cũng từ đó mà sinh ra. Theo giáo lý nhà Phật, con người sống là không chỉ có một kiếp này, truyền bá những ngôn luận tà dâm, kích động lòng dâm dục của người khác, chính là gây tội nghiệp vô cùng nghiêm trọng. Trong xã hội ngày nay, có thể thấy đâu đâu cũng nói về những chuyện dâm loạn ngoại tình. Sách báo, tác phẩm văn học nghệ thuật, phim ảnh, truyền hình đều lấy đó làm đề tài nóng bỏng, thuốc độc giả. Như vậy đủ để thấy nhân loại đang đứng trước bờ vực nguy hiểm như thế nào. Hy vọng từ những bài học trong quá khứ sẽ phần nào cảnh tỉnh mỗi chúng ta.